Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sức khỏe do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện. Những thông tin nổi bật về y tế, sức khỏe, các thành tựu y học, những khuyến cáo của chuyên gia y tế về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe là những thông tin chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin sức khỏe phát sóng vào 8 giờ các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay. Đột quỵ, những con số báo động. Tỷ lệ ghép tạng từ người hiến chết não tại Việt Nam còn thấp. Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa làm chủ được kỹ thuật cắt bằng quang, nạo vết hạch và dẫn lưu nước tiểu bằng quai ruột điều trị ung thư. Trong mục thầy thuốc của bạn là chia sẻ của chuyên gia y tế về bảo vệ sức khỏe tim mạch trong mùa lạnh. Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ là tình trạng rối loạn chức năng tuần hoàn não, xuất hiện khi não bị thiếu máu cục bộ. Đây là căn bệnh nguy hiểm, có thể lấy đi tính mạng của người bệnh hoặc để lại những di chứng nặng nề về vận động và thần kinh nếu không được cấp cứu kịp thời. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có 15 triệu người trên thế giới bị đột quỵ, trong đó có khoảng 5 triệu người chết và 5 triệu người khác bị tàn tật vĩnh viễn. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ. Hơn 50% trong số đó bị tử vong và chỉ có khoảng 10% những người sống sót có thể phục hồi hoàn toàn, không có di chứng và không phải phụ thuộc vào người khác. Tỷ lệ nam giới mắc bệnh cao hơn gấp 4 lần so với nữ giới. Đáng chú ý, tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng, trung bình khoảng 2% mỗi năm, chiếm khoảng 1/3 tổng số người bị đột quỵ. Thậm chí có rất nhiều người ở độ tuổi 20 hoặc trẻ hơn nữa cũng bị đột quỵ. Tỷ lệ ghép tạng từ người hiến chết não tại Việt Nam còn thấp, đó là thông tin từ đại diện Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tại hội nghị về luật hiến, lấy, ghép, mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác. Theo thông tin từ đại diện Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, tại Việt Nam chỉ có chưa đầy 5% tổng số ca ghép tạng được thực hiện từ người hiến chết não. Hơn 95% ca ghép còn lại vẫn thực hiện từ nguồn hiến sống. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người hiến sống, phát sinh tệ nạn mua bán nội tạng. Để tăng cường nguồn mô, bộ phận cơ thể người hiến tặng từ nguồn chết não, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế cần tăng cường truyền thông, vận động hiến tặng mô, tạng. Tổ chức tiếp nhận đơn đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết, chết não của người dân có nguyện vọng trên địa bàn và cấp thẻ đăng ký hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết, chết não theo quy định của pháp luật. Báo cáo danh sách người đăng ký hiến và đã được cấp thẻ đăng ký hiến mô bộ phận cơ thể người sau khi chết, chết não cho Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Việt Nam đang triển khai chương trình kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều vaccine cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học. Trẻ đến độ tuổi đi học sẽ được rà soát tiền sử tiêm chủng. Nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi sẽ được tiêm bù liều, giúp thu hẹp khoảng trống miễn dịch kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh. Năm 2023, việc kiểm tra tiền sử tiêm chủng và tiêm chủng bù liều cho các trẻ nhập học mầm non tiểu học thí điểm triển khai tại 12 tỉnh thành phố. Năm 2024, chương trình sẽ mở rộng đến 30% các tỉnh thành phố và sẽ triển khai trên cả nước từ năm 2025. Việc ra soát và tiêm bù liều vaccine thiếu sẽ tăng tỷ lệ bao phủ các vaccine tiêm chủng mở rộng ở nhóm trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non tiểu học nhằm chủ động phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm có vaccine. Mục tiêu của kế hoạch là có ít nhất 90% trẻ được xác định chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng được tiêm chủng bù liều để phòng bệnh. Sau một thời gian được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cùng với đầu tư mua sắm trang thiết bị, đến nay Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã làm chủ được kỹ thuật cắt bằng quang, nạo vết hạch và dẫn lưu nước tiểu bằng quai ruột điều trị ung thư. Với sự hỗ trợ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công 15 ca phẫu thuật cắt u bằng quang đường trên và cắt bằng quang toàn bộ cho bệnh nhân điều trị ung thư. Đến nay, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã có thể chủ động triển khai thường quy phẫu thuật cắt bằng quang, nạo vết hạch, tạo hình và dẫn lưu nước tiểu bằng quai ruột điều trị ung thư. Đây là một trong những phẫu thuật đặc biệt khó, chuyên sâu trong phẫu thuật tiết niệu được chỉ định cho bệnh nhân ung thư bằng quang, không còn chỉ định phẫu thuật nội soi. Việc cắt bỏ bằng quang, nạo vết hạch rộng rãi nhằm điều trị triệt căn ung thư, từ đó ngăn chặn nguy cơ tái phát, phát triển khối ung thư mới, hạn chế việc phải dùng hóa trị, xạ trị với bệnh nhân, kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân. Ghi
nhận tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị sau những ngày nghỉ Tết dương lịch tăng mạnh. Các bệnh viện phải bố trí thêm nhiều bàn khám bệnh và tăng cường nhân lực cho các khoa trọng điểm để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Thanh Hóa, số lượng bệnh nhân khám điều trị ngoại trú và nội trú tăng cao so với thời điểm trước kỳ nghỉ cuối tuần và nghỉ Tết dương lịch. Nguyên nhân là do nhiều người trì hoãn không khám chữa bệnh trong những ngày nghỉ, chế độ sinh hoạt không điều độ, lạm dụng rượu bia khiến nhiều người mắc các bệnh về tiêu hóa, hô hấp, tim mạch. Các bác sĩ khuyến cáo, trong và sau kỳ nghỉ lễ, người dân vẫn nên cố gắng duy trì chế độ sinh hoạt điều độ lành mạnh. Đối với những người mắc bệnh mãn tính thì nên đi khám, kiểm tra sức khỏe để kiểm soát các yếu tố nguy cơ có thể làm bệnh diễn biến nặng. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thành công ca cấy máy phá dung tự động để điều trị rối loạn nhịp tim cho bệnh nhân bị suy tim nặng. Đây là một kỹ thuật cao, rất ít bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện được. Bệnh nhân nam 39 tuổi ở xã Tế Nông, huyện Nông Cống có tiền sử hẹp van hai lá do thấp tim, đã phẫu thuật thay van hai lá cơ học cách đây 10 năm. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chỉ định dùng thuốc điều trị suy tim và chống đông máu hàng ngày, kiểm tra định kỳ hàng tháng. Tuy nhiên, gần một năm trở lại đây, bệnh nhân thường xuyên có những cơn đau tim nhanh kèm theo choáng, đau ngực, khó thở. Bệnh nhân đi khám và được chẩn đoán bị rối loạn nhịp tim nguy hiểm, có thể đột tử bất cứ lúc nào. Bệnh nhân được dùng thuốc tối ưu nhưng không điều trị dứt điểm được rối loạn nhịp tim, nhiều lần phải sốc điện cấp cứu. Để phòng ngừa những cơn loạn nhịp tim nguy hiểm, các bác sĩ khoa nội tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện cấy máy phá dung tự động cho bệnh nhân. Đây là phương pháp hiệu quả và an toàn trong y học hiện đại, giúp dự phòng đột tử do các rối loạn nhịp tim nguy hiểm gây ra. Bệnh nhân không phải trải qua những cái cuộc mổ lớn, và chúng tôi chỉ có đặt một cái điện cực qua cái đường tĩnh mạch dưới đòn, sau đó cấy một cái thiết bị ở dưới da cho bệnh nhân. Cái lúc mà bệnh nhân lên những cái cơn tim nhanh thất hoặc là rung thất thì cái máy này nó tự động khử rung và cái để cho cái nhịp tim nó trở lại về bình thường. Ca can thiệp được thực hiện trong hơn một tiếng. Sau khi cấy máy phá dung tự động kết hợp với điều trị nội khoa, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, chuẩn bị được xuất viện. Thưa quý vị và các bạn, trong mùa lạnh, nhiệt độ xuống thấp khiến các bệnh lý về tim mạch gia tăng. Đối tượng chủ yếu là người cao tuổi, người có tiền sử mắc bệnh tim và những người có sẵn bệnh nền. Sau đây, tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh, trưởng khoa nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin về bảo vệ sức khỏe tim mạch trong mùa lạnh. Xin bác sĩ cho biết là tình hình bệnh nhân nhập viện vì các bệnh lý tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tuần qua. Trong tuần qua thì chúng tôi tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân, và do thời tiết thay đổi và nhiều nguyên nhân khác thì chúng tôi nhận thấy rằng có 3 cái bệnh nhóm bệnh tuần này tăng đột biến, đó là bệnh nhồi máu cơ tim, bệnh tăng huyết áp cấp cứu và một số trường hợp là do bệnh nhân bị suy tim cấp vào viện. Và tất cả các bệnh nhân này vào đều trong tình trạng khá là nặng so với những tuần trước. Vậy xin bác sĩ cho biết vì sao các bệnh lý về tim mạch tăng cao trong mùa lạnh ạ? Do thời tiết lạnh cho nên là như cơ thể con người có phản xạ, tức là sẽ co cái mạch lại. Chính vì vậy thì cái lượng máu dồn vào trong người, trong cái hệ động mạch trung tâm rất là cao. Chính vì vậy thì nó sẽ gây ra một số các cái triệu chứng về tim mạch như là tăng huyết áp, rồi một số các cái bệnh lý như nhịp tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng cao hơn. Và một số trường người trong mùa lạnh thì cảm giác họ sẽ là giảm cái vận động, lười vận động, và một số trường hợp thì người ta không tuân thủ các cái thuốc điều trị, cho nên là các cái bệnh lý về tim mạch nó sẽ tăng cao đột biến trong cái mùa lạnh này. Vâng, thưa bác sĩ có khuyến cáo như thế nào để phòng tránh bệnh lý tim mạch trong mùa đông không ạ? Lời khuyên của chúng tôi đưa cho các bệnh nhân đấy, thứ nhất là các bệnh nhân phải tuân thủ điều trị, thứ hai là phải uống thuốc thật là đều, thứ ba là một số người mà có vận động tập thể dục buổi sáng thì nên khởi động trong nhà thật là cho nóng người và mặc áo ấm trước khi ra ngoài đường. Cái việc cung cấp nước đầy đủ trong ngày cũng giúp cho giảm các cái bệnh lý về tim mạch và các bệnh lý nội khoa khác. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ bác sĩ ạ. Bản tin sức khỏe xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.